Mr. BTH kể về lịch sử. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những dư âm và những hậu quả để lại vẫn còn âm ỉ trong lòng người dân Việt Nam. Những đau thương ấy vẫn như hiện hữu trên những cuộc sống hàng ngày của người dân miền Việt Nam phía Bắc cũng như trên toàn đất nước. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị các bạn một sự một tấm gương chiến đấu vô cùng anh dũng của bộ đội và nhân dân chúng ta trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Đó là câu chuyện kỳ diệu sau điện mật, chúng tôi đã chiến đấu hết đạn, sinh viễn biệt các đồng chí. Điều kỳ diệu gì đã xảy ra sau bước điện mật? Một sư đoàn địch đang vây hãm đồn, chúng tôi đã chiến đấu hết đạn, xin vĩnh biệt các đồng chí. Những ngày cuối tháng 2, trong tiết xuân se lệnh, chúng tôi ghé thăm gia đình cựu chiến binh, anh hùng lực lượng vũ trang. Thượng tá Lê Khắc Xuân, sinh năm 1953, Thôn 1, xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm nay thì vị anh hùng ấy đã tuổi gần 70 nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Di chứng của chiến tranh khiến sức khỏe của ông giảm sút khá nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt người cựu chiến binh rực sáng khi nhớ lại những ký ức hào hùng về trận chiến đấu ở đồn biên giới Pha Long, Mường Khương, Lào Cai. Hơn 40 năm đã trôi qua, chưa bao giờ ông quên được những hình ảnh về trận chiến khốc liệt ấy đơn đánh với điều kỳ diệu xảy ra sau bước điện cuối cùng như lời vĩnh biệt. Một sư đoàn địch đang vây hãm đồn, chúng tôi đã chiến đấu hết nạn, xin vĩnh biệt các đồng chí. Cho đến tận bây giờ, tôi không thể tin mình vẫn còn sống, thậm chí cả khi ngủ, ký ức về trận đánh đấm máu ấy đôi lúc lại ùa về, vị anh hùng mắt ngấn lệ mối nhất nhắn về trận đánh lịch sử năm xưa. Bốn ngày mưa bom báo đạn. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, hàng chục vạn quân Trung Quốc đồng loạt tràn qua biên giới Việt Nam, tấn công nhiều mục tiêu trên toàn biên giới phía Bắc nhằm nhanh chóng đánh chiếm một số thị xã, chặn đường tiếp tế của Việt Nam từ phía sau lên. Hướng tấn công chủ yếu của quân địch là Lạng Sơn, Cao Bằng, hướng quan trọng là Lào Cai, hướng phối hợp là Phong Thổ, Lai Châu, hướng nghi binh để thu hút lực lượng của Việt Nam là Hà Tuyên và Quảng Ninh. Cách đánh chủ yếu của Trung Quốc là sử dụng lực lượng áp đảo bất ngờ tấn công đồng loạt, tập trung vào hướng chính diện, kết hợp với vu hồi, thọc sâu, bao vây, chia cắt lực lượng ta, đặc biệt là sử dụng pháo binh gây sát thương lớn cho bộ đội và người dân. Huyết chiến ở đồn biên giới Pha Long đã bắt đầu. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, hai trung đoàn bộ binh của Trung Quốc với hỏa lực lớn bất ngờ nổ súng tấn công trạm biên phòng Lô Cố Chin ở Lào Cai. Trước sự tấn công bất ngờ của quân địch, bảy chiến sĩ của trạm đã chiến đấu kiên cường, Bốn chiến sĩ đã hy sinh, số còn lại nhanh chóng rút về đồn Pha Long cùng đơn vị chiến đấu. Khi tấn công sang khu vực Pha Long thì địch triển khai chiến thuật cắt rời mảnh đất hình tam giác Pha Long ra khỏi thế trận liên hoàn của tỉnh. Hai tiểu đoàn sơn cước vượt sông xanh từ phía đông tàn qua xã Diền Kim đánh chiếm giấy đồi ba cây thông ở ngoài vi phía nam đồn, cắt đứt con đường dài 20 km từ Pha Long đi Mường Khương. Hai tiểu đoàn bộ binh khác vượt mốc 16 ở phía tây để chiếm lính cao điểm Lao Táo. Cùng lúc thì ở hướng Bắc, địch đã đánh vào trạm biên phòng Lô Cố Chin, cạnh mốc 21 là chốt cửa khẩu cách đồn Pha Long 5 km, làm cho đồn Pha Long rơi vào thế cô lập. Lúc bây giờ thì đồn trưởng Mai Khánh Thát, đồn biên phòng Pha Long, trước kia là đồn cảnh sát vũ trang Hoàng Liên Sơn, đang trên đường từ Hà Nội, nhận kế hoạch tác chiến trở về. Lúc này, Thượng úy Trần Ngọc, chính trị viên ngay lập tức chỉ huy anh em vào trận phòng ngự đồng thời chốt chặn quanh pháo đài Lê Đình Trinh để cầm chân quân địch, kéo dài thời gian bố trí binh hỏa lực cho cuộc huyết chiến. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2 năm 1979, lính Trung Quốc đã tổ chức tấn công 20 lần với năm đợt tấn công, hy vọng đè bẹp sức kháng cự của chiến sĩ ta. Mặc dù thông tin liên lạc bị cắt đứt, vũ khí đạn dược thiếu thốn, lương thực thực phẩm cạn dần, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn pha long vẫn động viên nhau, kiên quyết đánh địch đến viên đạn cuối cùng. Có ngày giữa ta và địch đã giành giật nhau từng mô đất, từng đoàn giao thông hào. Bộ đội ta dũng cảm chiến đấu, giữ vững trận địa. Đó là trận chiến của mưa bom, báo đạn. Quân Trung Quốc với binh, hỏa lực mạnh bao vây ta theo thế, lòng chảo. Giữa bốn bề quân địch bao vây, quân ta phòng thủ quanh các hầm hào, lỗ châu mai. Vừa bộ binh, vừa hỏa lực, quân địch bắn phá liên tục suốt bốn ngày đêm. Anh hùng Lê Khắc Xuân đã nhớ lại. Lúc này thì ông là chỉ huy cùng 7 chiến sĩ lên mỏm đồi phía tây pháo đài Lê Đình Trinh, chốt cùng với bộ phận cơ động ở đấy, nhằm đánh chặn địch, không để chúng tiến xuống đường đi Mường Khương. Sau khi tấn công bằng bộ binh, Trung Quốc liên tục ná pháo về phía bộ đội ở ta ở Pha Long và chúng đánh liên tục, mỗi ngày đánh không biết bao nhiêu là lần. Mỗi lần đánh, chúng đều bắn pháo báo hiệu trước, rồi đạn bay xối xả như mưa trút về phía ta. Người lính già vẫn nhớ như in từng tận đánh. Đồn Pha Long trước kia thuộc căn cứ của Pháp, pháo đài và hầm hào lỗ châu mai được xây dựng rất an toàn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chiến đấu quyết liệt với quân địch, một số chiến sĩ đã hy sinh, nhiều vị trí của đồn cũng đã bị bắn phá tan nát. Và câu chuyện về bước điện mật cuối cùng. 9 giờ ngày 18 tháng 2 năm 1979, lính Trung Quốc vây hãm đồn Pha Long ở Mường Khương, Lào Cai và không ngừng kêu gọi chiến sĩ ta đầu hàng. Nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng quân ta vẫn bình tĩnh, ngoan cường nổ súng vào quân xâm lược. Từ phòng cơ yếu, chiến sĩ Nguyễn Duy Mạc liên tục mã điện báo cáo về tỉnh và bộ tư lịch. Đồn ba pha long bị bao vây, địch đã chiếm hết các chốt của ta, lực lượng còn lại kiên quyết không rời vị trí chiến đấu, dù còn một người cũng chiến đấu. 11 giờ 20 ngày 18 tháng 2 năm 1979, bộ phận cơ yếu, tỉnh, bộ công an Vũ Trang Hoàng Liên Sơn cấp tốc tuyển ngay mệnh lệnh chiến đấu của ban chỉ huy tỉnh cho đồn Pha Long và đại đội 3 cơ sở biên phòng. Đại đội 3 chi viện ngay cho đồn Pha Long để cùng phối hợp chiến đấu. Các đồng chí hãy nêu cao khí phách anh hùng, dù hy sinh cũng phải chiến đấu đến cùng, kiên quyết không đầu hàng địch, không để địch bắt sống. Tiếp đó thì phòng cơ yếu cũng đã mã ngay chỉ thị khẩn cấp của Bộ Tư lệnh cho Trung đoàn 16 cơ động biên phòng. Điều ngay tiểu đoàn 1 ở Mường Khương triển khai cùng tác chiến với đồn Pha Long trong một đại đội khác tìm đường từ Sima Kai lên Pha Long cùng chiến đấu. Nhân chỉ thị này thực hiện ngay không được chậm. Sau khi nhận điện từ Pha Long, chi viện đã được cấp tốc điều động, nhưng do bị vây đánh suốt mấy ngày liền nên lương thực và đàn dược đã cạn dần, thương vong ngày càng nhiều. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 1979, quân địch tràn vào ngày một đông, đồn Pha Long đứng trước nguy cơ rơi vào tay giặc. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, 11 giờ ngày 19 tháng 2, thượng úy Trần Ngọc chính trị viên đã tập hợp các mũi nhọn, đồng thời chỉ đạo phòng cơ yếu, mã bức điện cuối cùng như lời vĩnh biệt. Một sư đoàn địch đang vây hãm đồn, chúng tôi đã chiến đấu hết đạn, xin vĩnh biệt các đồng chí. Nói về bức điện cuối cùng, anh hùng Lê Khắc Xuân ngậm ngùi kể lại. Khi đó, tôi là một trong số những đảng viên được chỉ huy tập hợp nhanh. Sau khi bức điện vĩnh biệt được gửi đi từ phòng cơ yếu, Thượng úy Ngọc đã hạ lệnh phá toàn bộ máy móc thông tin và hủy tài liệu cơ yếu sau đó thì qua thống nhất, chúng tôi quyết định làm thủ tục chôn cất đồng đội xong xuôi sẽ mở con đường máu để rút về hồi cứ ở suối thầu. Ngay trong đêm 19 tháng 2 năm 1979, tranh thủ lúc quân địch nghỉ, các chiến sĩ đồn pha long tổ chức chôn cất và an táng cho hàng chục đồng đội rồi vội vã lên đường. Cho đến tận bây giờ, nỗi đau trong lòng vị anh hùng đó chính là đêm chôn cất đồng đội. Ông không nhớ đã có bao nhiêu đồng đội nằm lại nơi chiến trường nhưng đêm 19 tháng 2 1979 quả là một đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của ông. Có anh em bị bắn suốt mấy ngày trước đó rồi, nhưng trước khi rút thì chúng tôi phải làm chính sách liệt sĩ cẩn thận, xong xuôi mới mở đường cùng với đưa đoàn toàn bộ anh em rút về hồi cứ. Người lính già rưng rưng nước mắt nhớ lại. Đến đây là thông tin về trận đánh oanh liệt của những chiến sĩ Việt Nam quả cảm năm 1979 tại đồn Pha Long chống quân xâm lược trung quốc trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem